này cái nó vô công nha các bạn. Mấy cây này là đế nở đẹp không. Mấy cây này hoành 45 nha mấy bạn. Cây này hoành khoảng 45, chiều cao nó khoảng, cây này khoảng 30 ạ. Cây này giống như tông cây bài luôn. Một mắt cành vô, mấy cây này nó form nó cơ bản rồi mấy bạn ơi. Mặt cắt rễ, cho này mặt cắt rễ nha. Này mới đục mà. Sẹo sùng rồi, mấy cái này là tương lai là không có sẹo đâu. Sẹo nhỏ nhỏ bạn chịu khó nuôi cái là nó bao qua hết luôn. Còn cái này đế là coi như là còn công là mình lấy cái lô này là đế đạt không à. Đế nở, dách nở không. Ủa công nha bạn. Mấy cái này nó có chốt cành sẵn rồi bạn, khỏe á. Mốt mình làm lại. Có chốt cành sẵn thì mình nuôi bắt cành vô nó cũng lẹ. Là cây này dạng không phải cây già, cây này khoảng 7-8 năm tuổi à. Mấy cây này không phải cây già, cũng coi như là cây tơ chứ chưa được già lắm. 7-8 năm tuổi à. Nên mình nuôi cái chốt cành sau này nó bự lẹ hơn là những cái cây mà mấy chục năm là nhiều khi cái form rất là già nhưng mà nuôi cành thì nó chậm hơn những cái cây tơ. Chậm hơn cây tơ một chút. Nhưng cái này về nuôi cành nó lẹ nè. Nuôi cành nó mập lù lù à. Cành ra nó cũng khỏe. Ủa công nha bạn.